Ok các bạn, bây giờ mình sẽ chặt con mèo tí nha. Mình kêu bây giờ cha bà về, bây giờ về mình đi chơi với bộ má rồi, không đi chơi với con mèo nữa. Đù quên là cứ mở mà cứ ngọc kéo ra miết nào, đi ngay đi nghe, trời ơi tự về nghe thiệt chứ đấy, đi được hình này à? Bây giờ mình đi rồi nha các bạn. Ê, anh quay đầu anh đi luôn quá. Thôi bây giờ mình quay lẹ chứ sợ anh giận quá anh đi luôn à.